Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh Jenny Trang. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm đu standing ở concert của mình. Nếu các bạn sắp tới có đi concert thì hãy xem hết video clip này và ghi lại những ghi chú cho mình nhé. Đầu tiên là vấn đề thời gian khi bạn đến. Thì vấn đề thời gian sẽ bị ảnh hưởng bởi số queue. Số queue này là số thứ tự khi bạn xếp hàng vào bên ngoài cũng như vào bên trong á. Thì số queue tùy vào mỗi concert thì có quy định về số queue khác nhau, thì mình sẽ chia thành 3 loại số queue cho bạn dễ hiểu. Loại đầu tiên là số queue được áp dụng cho việc xếp hàng bên ngoài lẫn bên trong. Thì loại này, miễn là các bạn đi vào khung giờ thời gian của ban tổ chức thì các bạn sẽ được đảm bảo vị trí. Khi vào bên trong concert thì vị trí của các bạn vẫn được đảm bảo, dù các bạn có đi ra ngoài hay quay lại đều sẽ không mất chỗ nha. Tuy nhiên, nếu các bạn có đi trễ thì số queue các bạn có nhỏ đi nữa thì các bạn phải đứng khu vực đằng sau và đợi mọi người vô hết thì mới tới kịp lượt các bạn nha. Nên các bạn lưu ý về vấn đề này và xem cho kỹ về timeline của ban tổ chức đã công bố trước buổi concert 1 đến 2 ngày. Về loại thứ hai là loại mình sẽ sắp gặp ở buổi concert Super Show chính của Super Junior, đó là số queue chỉ áp dụng cho việc xếp hàng bên ngoài. Thì vâng, về số queue này thì khi vào bên trong, tùy vào bạn đứng trước số queue nhỏ thì bạn được vào trước mà, thì các bạn phải chạy thật nhanh và dành chỗ cho mình. Số queue nhỏ chạy nhanh thì các bạn sẽ được vị trí đẹp. Về trường hợp thứ ba là trường hợp không có số queue gì hết. Trường hợp này, nếu các bạn muốn có vị trí đẹp, các bạn muốn gần sân khấu thì các bạn phải đến sớm hết mức có thể. Như trường hợp của mình ở buổi concert ở Blackpink vừa rồi ở Bangkok thì mình phải đến trước cả giờ ban tổ chức mở cửa thì mình mới có hy vọng có thể đu gào, bám rào và phải chạy nhanh để có thể có vị trí đẹp. Thì với cái loại này thì các bạn phải đi sớm thôi, và tùy vào khả năng của các bạn đi sớm được thì phải xếp hàng lâu nha, và sức khỏe phải đảm bảo, tránh trường hợp ngất xỉu trong buổi concert thì các bạn sẽ thấy rất là đáng tiếc. Nên nếu các bạn nào có vấn đề về sức khỏe thì mình khuyên thật là hãy đi theo giờ bình thường, theo giờ quy định của ban tổ chức trước khi soát vé từ 2 tiếng thì các bạn đi đến xếp hàng. Và vào buổi concert thì đứng đằng sau chút xíu thì sẽ thoải mái hơn, không khí sẽ không ngợp như khu vực phía bên trên. Trong buổi concert thì về vấn đề quần áo cũng quan trọng. Nếu các bạn tuyệt đối đừng mặc quần áo quá dày, hãy mặc những loại quần áo thoải mái, tránh mặc váy nha. Đối với bạn nữ, các bạn nữ hãy mang theo nón, áo khoác mỏng. Về vấn đề giày thì cũng rất là quan trọng với khu standing, bởi vì các bạn phải đứng lâu. Tuyệt đối đừng mang dép, mang giày cao gót mà hãy chọn những loại giày thể thao thoải mái cho mình. Sẽ hỗ trợ các bạn trong công việc chạy đối với những trường hợp không có số queue. Về vấn đề túi, các bạn tuyệt đối đừng bao giờ mang ba lô, bởi vì cũng như ban tổ chức quy định, họ sẽ khuyến khích các bạn đem những cái túi loại nhỏ gọn và sẽ tiết kiệm thời gian cho các bạn trong việc mà họ soát túi. Tiếp theo thì đương nhiên vé các bạn phải đem theo nè. Vé thì thường sẽ có 3 loại là vé cứng, vé giấy và e-ticket. Thì các bạn phải đảm bảo cho mình trước khi đi đến buổi concert thì phải có vé trên người. Vậy trong túi thì các bạn nên đem gì? Đầu tiên thì nếu các bạn có lightstick á thì các bạn phải đem theo pin cho lightstick nè, đem điện thoại nè, đem sạc dự phòng nè, đem khăn giấy nè, đem hai băng keng cá nhân dành cho những trường hợp bất đắc dĩ nè. Nếu có thì các bạn hãy đem theo ống hút thông mũi. Thì mình thấy các bạn fan bên Thái, không phải bên Thái Lan là buộc người ta phải dùng cái ống hút này đâu, mà là do ống hút này sẽ giúp cho bạn cảm thấy thoải mái, thở dễ hơn nếu mà ở khu vực đông người á. Về vấn đề ví thì các bạn có nên đem ví hay không, thì mình theo như mình khuyên thật thì các bạn đừng nên đem ví, mà hãy đem một số lượng tiền mặt
phù hợp, đủ xài. Bởi vì trong trường hợp đông người, các bạn không biết được rằng kẻ gian hay là người xấu gì sẽ móc túi của bạn, hay kìa móc ví, hay là lấy điện thoại. Cho nên về thẻ căn cước cá nhân nè thì nên hạn chế đem theo nha. Nên mắc cấp nhẹ nhàng nữa, đừng mắc cấp quá dày, bởi vì nếu mà bạn xếp hàng quá lâu thì cái nền mắc cấp cũng không còn được đẹp đâu, nên mắc cấp nhẹ thôi, quan trọng là sao. Tiếp theo thì về vấn đề ăn uống. Khi mình đi khu standing á, thì vấn đề ăn uống rất là quan trọng. Các bạn phải đảm bảo được các bạn đủ sức khỏe, đủ lượng nước, lượng đường khi các bạn đi đu khu standing. Thì theo những trường hợp của mình, đây là những gì mình đã ăn, đã uống khi đu khu standing bên Thái Lan. Thì đầu tiên mình sẽ ăn bánh ngọt. Thay vì ăn cơm, ăn những loại mà có nước thì mình cảm thấy rất là dễ nặng bụng á, nên mình sẽ ăn bánh ngọt nhẹ nhàng thôi. Khi nào mình đói thì mình ăn thêm một chút xíu bánh ngọt. Bên cạnh bánh ngọt thì mình sẽ mua theo những thanh bánh năng lượng nè, mua thêm sô cô la, những viên kẹo nhỏ nhỏ để trong túi dành cho khi đến lúc nào mà các bạn nào tụt đường nữa. Về uống, về vấn đề uống thì các bạn nên uống nước suối, nước uống Bocari để bổ sung điện điện giải. Bên cạnh đó, các bạn trước trước ngày đó hoặc là trong buổi concert, các bạn hãy bổ sung vitamin cho mình. Đây đây mình có mua các loại vitamin như thế này đem theo để uống, để tăng sức đề kháng. Và sau khi mình đã ăn uống và áp dụng như thế này thì mình đảm bảo với các bạn rằng ngày hôm sau sức khỏe mình vẫn tốt, mình vẫn có thể chạy nhảy chơi đồ bình thường mà không có vấn đề gì về sức khỏe. Đương nhiên thì tùy vào thể trạng của mỗi người, không phải trường hợp này đều áp dụng hết tất cả. Nhưng đối với các bạn nào mà có sức khỏe hơi yếu chút xíu thì các bạn cần phải lưu ý về vấn đề đường, về xỉu trong buổi concert. Bởi vì hầu như buổi concert nào mình thấy đều vẫn sẽ có người ngất xỉu, bởi vì thiếu thiếu không khí nè, tụt huyết áp hay là tụt đường bất ngờ. Đương nhiên chắc chắn ban tổ chức cũng sẽ bố trí nhiều khu vực y tế để hỗ trợ các bạn kịp thời trong những vấn đề đó xảy ra. Và đó là những gì mình đã rút được sau khi mình đã đi concert ở bên nước ngoài, đặc biệt đối với Bangkok, Thái Lan. Thì và mình muốn chia sẻ cho các bạn cùng biết. Thì nếu các bạn thấy video clip này hữu ích thì các bạn hãy cho mình xin một like nhé. Sắp tới mình sẽ ra nhiều clip về buổi concert Super Giro sắp tới, Super Show chính. Thì nếu các bạn yêu thích thì hãy bấm subscribe cho mình để bấm theo dõi và để không bỏ lỡ những video clip đó. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và chào tạm biệt. Bye!